CEO Đại Nam tuyên bố sẽ kêu tới Thủ tướng chuyện mình bị hành hung hội đồng. Hiện nay, sự việc CEO khu du lịch Đại Nam tố ông Võ Hoàng Yên và nhóm luật sư hành hung tại cơ quan công an đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Trong buổi livestream vào chiều ngày 17 tháng 10, CEO khu du lịch Đại Nam đã tiết lộ cho người xem biết nhiều thông tin quan trọng. Đáng chú ý là việc bà bị ông Võ Hoàng Yên và nhóm luật sư của ông Yên hành hung, sĩ vã ngay tại trụ sở cơ quan công an. Nữ đại gia Bình Dương khẳng định thông tin này là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu nói sai. Bên cạnh đó, vì quá bức xúc nên bà còn tuyên bố sẽ đưa chuyện này báo lên Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước và các cấp lãnh đạo. Tôi sẽ kêu tới Bắc Trọng. Tôi sẽ kêu tới Thủ tướng. Tôi sẽ kêu tới tất cả các cấp lãnh đạo hãy nhìn vào tại sao ở công an thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ người dân bằng cách để cho 5 người hội đồng một người, bà chủ khu du lịch Đại Nam cho biết. Trước đó vào chiều ngày 16 tháng 10, Nữ đại gia có đến trụ sở phòng cảnh sát hình sự BC02, công an thành phố Hồ Chí Minh để làm việc về các vấn đề liên quan đến ông Võ Hoàng Yên. Buổi làm việc có sự xuất hiện của ông Yên, bốn vị luật sư bảo vệ ông Yên, bà Phương Hằng, ông Huỳnh uy dũng và một vị luật sư phía bà Hằng. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.